Anh thấy chị sai xe cái máy không? Chứ nào có để yên một chỗ. Bác cái cá mà ngang đó kìa, sướng dễ sợ luôn á. Nhẹ nhàng ngon như không.
Nhiều luôn không bác? Đủ không? Đủ 1 phút rồi, cái gì đó miệng thôi. Ừ. Cái nào chị đi về tới đứng nó được rồi. Cho ghế lên xíu đi. Dạ rồi, dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Dạ. Sao tiền nhóc rồi.